chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin gặp nhau cuối ngày vào mỗi buổi tối. Còn bây giờ thì hãy cùng cập nhật xem bản tin ngày hôm nay ngày 11 tháng 8 sẽ có những tin tức gì nổi bật nhé. Mới đây trong một bài viết chúc mừng sinh nhật dành cho Hoàng Thùy Linh ở trên trang cá nhân của Vĩnh Thụy thì cô đã bị một anti fan soi lại chuyện tình cảm trong quá khứ không mấy hay ho của mình, và ngay lập tức thì Vĩnh Thụy đã đáp trả lại và để bảo vệ cho Hoàng Thùy Linh. Mới đây trên trang cá nhân của mình thì Vĩnh Thụy vừa mới đăng tải những dòng trạng thái và hình ảnh để chúc mừng sinh nhật cho Hoàng Thùy Linh. Và tuy nhiên bên dưới những lời chúc mừng sinh nhật thân mật này thì lại có những anti fan đã gơi lại scandal tình cảm của Hoàng Thùy Linh ở quá khứ. Và trước những bình luận này thì Vĩnh Thụy không hề né tránh mà đã phản hồi ngay lập tức để bảo vệ Hoàng Thùy Linh và đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Tuy chưa bao giờ khẳng định chuyện tình cảm nhưng cặp đôi này luôn có những bức hình tình tứ khiến cho khán giả càng mập mờ hơn vì mối quan hệ của họ. Cả hai thường xuyên cùng nhau đi chơi và thậm chí Vĩnh Thụy còn đưa Hoàng Thùy Linh về ra mắt với gia đình nữa. Một đoạn clip gây sốc trên mạng xã hội đã ghi lại hình ảnh chủ chuỗi tiệm trà cà phê Khánh Casa nổi tiếng tại Sài Gòn đã thẳng tay tát một nữ nhân viên bán hàng ngay giữa trung tâm thương mại. Người đăng tải clip này đã chia sẻ rằng nạn nhân trong clip chính là em họ của mình. Bé ấy đang mang thai 2 tháng và Khánh Casa là khách hàng. Anh ta đến xem máy pha cà phê, anh ta hỏi rất nhiều câu hỏi, các cớ khiến cho em mình không thể trả lời được. Vậy là em mình đã nhờ một bạn nhân viên khác ra tiếp Khánh Casa. Anh này sau đó đã rất tức giận và sấn tới tát cô bé này. Bảo vệ của Saigon Central đã lập biên bản thì anh này không thừa nhận mình là Khánh Casa. Người phụ nữ bị tát trong đoạn clip có tên là Ngô Thị LN, nhân viên của cửa hàng, và được cho là đang mang thai 2 tháng. Trong tối ngày 10 tháng 8 thì chị Bảo Minh, đại diện truyền thông cho Khánh Casa, cũng đã xác nhận với mọi người rằng trong clip chính là Vũ Khánh, tức là Khánh Casa. Và chị chia sẻ, tôi đã trao đổi với anh Khánh và anh nói đây là một câu chuyện mang tính chất cá nhân. Mọi người chưa hiểu sự tình mà chỉ share đoạn clip hoặc là cắt những hình ảnh trong đoạn clip đó thì sẽ ảnh hưởng đến anh Khánh rất nhiều. Nếu như lỗi thuộc về bên tôi thì bên tôi sẵn sàng nhận lỗi với bạn ấy. Nhưng nếu như lỗi này thuộc về phía bạn nhân viên ấy thì bên cửa hàng của bạn ấy phải xin lỗi bên tôi. Chúng tôi cũng tôn trọng nhau, văn minh chứ không cho rằng mình luôn luôn đúng. Tin tức tiếp theo sẽ là một đoạn clip cực kỳ dễ thương về một cậu bé tại Nghệ An đã bị bố phạt, và hình phạt ở đây dành cho cậu bé là phải vừa khóc vừa hát khiến cho người xem không thể nhịn cười. Mới đây trong một đoạn clip trên mạng xã hội đã thu hút được 1,3 triệu lượt xem. Trong clip thì một em nhỏ khoảng 2 tuổi đang khóc mếu vì bị bố phạt lỗi. Hình phạt của cậu bé này là phải vừa khóc vừa hát. Tuy không đáng sợ nhưng nó cũng đủ khiến cậu bé đã phải khóc nấc lên. Được biết là đoạn clip này được ghi lại tại Nghệ An, và điều đặc biệt là cậu bé này tuy còn nhỏ nhưng đã thuộc rất là nhiều lời bài hát. Và từ những bài hát trẻ con đến những bản tình ca của người lớn, và hơn nữa cậu bé còn thuộc lau lau các khúc Gửi Anh Xa Nhớ của ca sĩ Bích Phương, khiến cho ai xem cũng phải bật cười suýt xoa vì cậu bé này quá đáng yêu. Sau live show đầu tiên cháy vé chỉ trong 2 giờ đồng hồ thì Hà Anh Tuấn đã tiếp tục chơi lớn khi mà tiếp tục tổ chức một đêm nhạc vào ngày 10 tháng 9 tới đây để đáp ứng nhu cầu của gần 6.000 khán giả. Sau loạt dự án âm nhạc thành công là MV Tái Bút Anh Yêu Em và vé của live show đầu đã được tẩu tán hết trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Anh chia sẻ hiện tại có đến 5.000 đến 6.000 tin nhắn muốn mua chiếc vé tham dự concert lần này, nên là Hà Anh Tuấn và ban tổ chức đã nhanh chóng đưa ra quyết định là sẽ tổ chức thêm một đêm nữa để ưu tiên cho các bạn fan ruột. Những người hâm mộ đang theo dõi âm nhạc của Hà Anh Tuấn trong suốt 10 năm qua mà không hề đòi hỏi hay không ồn ào. Bản thân nam ca sĩ suốt 2 ngày nay thì lòng cũng không an vì những lời trách cứ buồn bã của những người thân và những người thật sự yêu quý mình nhưng không kịp sở hữu tấm vé vào đêm diễn đầu tiên. Thế nên đây cũng là món quà thay cho lời cảm ơn mà anh muốn gửi đến cho họ. Đã có rất nhiều lần mà người dân ở khu vực miền Bắc nước Mỹ cho rằng họ đã nhìn thấy sự xuất hiện của một sinh vật huyền bí Bigfoot ngay giữa ban ngày, và tuy nhiên nhiều người cho rằng đây chỉ là một trò lừa bịp và cải trang của một người nào đó. Carolina, Mỹ mới đây đã nhận được thông báo của người dân về việc đã nhìn thấy quái vật Bigfoot. Và tuy nhiên, theo như BBC đưa tin thì một người tự xưng là pháp sư nói rằng sinh vật mà mọi người cho rằng là Bigfoot đó thực ra là ông ta đã hóa trang thành. Cụ thể là sự việc xảy ra vào thứ 6 tuần trước tại khu vực núi Appalachian. Gã pháp sư này tự xưng là Gawan cho biết là mình đã đi lang thang trong khu rừng với bộ đồ như vậy vào ngày 4 tháng 8. Tuy nhiên thì người dân địa phương khẳng định sinh vật mà người ta nhìn thấy chắc chắn không phải là Gawan. Trên nhóm Facebook với 5.700 thành viên mang tên Bigfoot 911 chuyên đi tìm các dấu vết và bằng chứng về Bigfoot thì các thành viên trong nhóm cho biết là bức hình Gawan đăng lên website của ông ta thì không giống với những gì mà họ nhìn thấy. John là một người điều hành nhóm cho biết sinh vật mà anh ta và 8 thành viên khác đã chạm trán vào hôm thứ 6 tuần trước tại công viên quốc gia, cao khoảng 2,4 mét, lại có một gương mặt rất khác cùng với những bước đi và những vận tốc không hề giống con người một chút nào. Gawan khăng khăng đó chính là mình, và lúc đó thì ông ta đang tham gia vào một nghi thức phải mặc quần áo giống như động vật và đi lang thang trong rừng. Người đàn ông này đã trả lời phỏng vấn BBC rằng việc làm này giúp ông gần gũi hơn với thiên nhiên.
Và đó là những thông tin nổi bật có trong video ngày hôm nay, ngày 11 tháng 8. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.